Bộ thư ký sĩ Khải Huyền liệu đã đến. Chúng ta đã đi được hành trình bao xa của cuộc đời. Khải Huyền là phần cuối cùng của Kinh Tân Ước, có số trang không quá dài, nhưng là phần khiến người ta lo sợ nhất, bởi vì cho tiên tri có mô tả cảnh tượng về ngày cuối cùng của trái đất. Nội dung đại ý rằng, khi thế giới đất dấu chấm hết, sẽ có con chiên làm sáng tỏ 7 phong ấn của cuốn sách, lần lượt gọi về 4 kỵ sĩ cưỡi ngựa màu trắng, đỏ, đen và xám. Họ sẽ mang tới 4 điều này. Việc khi nào 4 kỵ sĩ xuất hiện là một đề tài luôn được dự đoán nhiều nhất. Hollywood đã mượn đề tài này để đưa vào rất nhiều bộ phim. Cho tới năm 2020, mọi người mới giật mình nhận ra đội tiên phong của 4 kỵ sĩ rất có thể đã đến. Từ cuối năm 2019 tới đầu năm 2022, chỉ trong thời gian ngắn, hơn 2 năm qua, dịch bệnh đã càn quét khắp toàn cầu, lan tới hơn 224 quốc gia. Lẽ nào kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng trong truyền thuyết đã tới? Chớp mắt tới nửa cuối năm 2021, dường như dịch bệnh toàn cầu có thể đã được kiểm soát một xíu, mọi người dần thở phào. Ngoài trừ châu Phi, một số khu vực Trung Đông xảy ra xung đột cục bộ, hình bóng của kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ đại biểu cho chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Nhưng không ngờ bước sang năm 2022, trận chiến Nga Ukraine khiến cả thế giới kinh sợ. Lúc này mọi người mới sợ hãi nhận ra 2 trong số 4 kỵ sĩ đại biểu cho chiến tranh và dịch bệnh có thể đã đến rồi.